con rồng là con tất cả. Đó là thế. Đó các bạn chơi cũng chỉ đơn giản đấy thôi, chả có gì phức tạp cả. Dù đánh rồi mấy cái quả mà lắp tướng lỗi rồi trừ một đống máu mà lật kèo, rồi lật kèo quá ghê. Trời ơi, another day, another play. Ấy à, đồ kiểu khó nhỉ. Bá này này, lùm bùa thì Hariate, Hariate. Xem mấy bạn có cái thương nào. Sách chi hồn này. Thương Đại Pháp Sư. Ai à, thằng thằng đéo đấy nhỉ. Ôi, chả có cái tướng gì này. Không con nào level 2 luôn. Ngọc Đại Pháp Sư đồ khá là ok, đánh ma lốc cũng được, đánh ma lốc chuẩn ba đồ luôn. Ma lốc. Không đánh gì. Chắc nhiều bạn đánh thú ấy, bạn này đánh Noman. Căng, các bạn căng. Ban căng, ban căng. Ok, kênh chúng ta sẽ trở lại sau vài phút nữa. A few moments later. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Put your battery and put your helmet on. This is the ground control to Major Tom. Ôi giời ơi, đánh thú chắc luôn. Quả như này thì sao ta? Đó, thế chỉ được nô mạng được. This is ground control to Major Tom. I'm staying on the edge. Cố gắng để thua nó trận này xong rồi đánh lên nhé. Đó. Floor nữa này. Lên cấp sớm. Trận này thua được nhé. Trận này thua cũng được không nên không vấn đề. Thua là chính. Floor xiên. Rồi xong không thua được rồi. Hai tay sấy đi em. Ui không chết floor nhà mình thì mình chết hết rồi. Thế mất cái đồ ấy rồi. Thế khả năng lại phải đổi sang đánh ấy rồi. Cái này dễ là lại phải đổi sang đánh nhà hắc ám rồi. Mình thú cho này rồi. Rất tiếc bạn giòn nhá. Thương bạn giòn lắm nhưng mà trận này mình đánh hắc ám vậy. Chứ mọc ra cái thương xuyên phá kia mà không đánh bạn dragon, bạn bạn rồng rồng dragon thì mình tiếc bạn ấy lắm. Mình tiếc các bạn là cho bạn đỡ dragon lắm. Dragon lâu ném triệu đúng rồi, sách truy hộ xiện đúng rồi, xiện đúng rồi. Không xem được cái gì, đúng không? This is ground control to Major Tom. I'm standing on the edge. And the papers and the cuts between your hair.
This is a major turn to ground control. Floor này đi. Đó, hai bạn floor này được xưng luôn. Có thể đánh hắc ám cũng được, đánh trợ thủ cũng được. Nhiều bạn đánh, xem nhiều bạn đánh nguyên tố không à, ý là nguyên tố hoặc là trợ thủ cũng được. Xem bạn nhiều bạn đánh nguyên tố không, không nhiều bạn đánh nguyên tố thì đánh nguyên tố cũng được. Còn không thì đánh trợ thủ cũng ngon. Trợ thủ à, trợ thủ cũng được, thành vấn đề. Ba đồ này đánh cho con rồng thì hết sảy rồi, hết sảy luôn. Nguyên tố rất nhiều nguyên tố nha. Hai bạn Norman này vào này. Có đánh nguyên tố không ta? 9 con voi. Vậy trận này nguyên tố khá là khó. Thôi đánh. Chấp đánh một loại thôi. Đánh nhiều các bạn sẽ bị tổ hỏa nhập ma. Các bạn ạ. Các bạn đánh nhiều kiểu tướng quá, các bạn sẽ bị tổ hỏa nhập ma. Tất nhiên là cũng tốt thôi, nhưng mà nghĩa kiểu xin đi floor. Ý là các bạn đánh được nhiều tướng thì tốt, nhưng mà kiểu đến lúc mà các bạn phân vân không biết đánh gì, thế con gì bạn mua ấy, bạn chẳng có tiền đánh gì nữa ấy. Tập trung một hai loại đánh thôi. Thằng voi thôi, chơi voi. Quyết tâm không chơi voi là không chơi voi. Một bạn đánh voi này, đánh gì ấy, thủ vệ à? À phết. Bạn này chắc cũng đánh voi. Hai bạn đánh voi rồi. Bạn đánh trợ thủ, bạn này cũng đánh voi. Chung cũng nhiều voi. Nhiều voi. Late game đánh voi nhá. Late game thì bạn ném một con voi với là mấy con nguyên tố vào thay mấy con trợ thủ. Nhưng mà late hẳn cơ. Còn không thì giữ game thế này. Hay đánh voi nhỉ? Thì nó mặc cái đồ này nó lại hợp lý cho con voi quá ta. Hợp lý cho con voi quá nhỉ. Man này. Norman không đủ cho đánh hắc ám luôn, bán này đi. Ngọc đại pháp sư. Bán thần thì đủ rồi, ném cái ngọc đại này cho ai. Con này 40 này. Cho con này vào luôn cũng được. Choáng nhiều. Ném con Tulen. Tulen là con này, ném Tulen đi. Ném cho lau cũng được, nhưng mà để lau phí, để lau lấy mỗi 25 mana. Thế cũng ulti được luôn. Ném vào đầu đi. Đầu game lau khá là khỏe. Nó khá là ok, ném hai phát. Rất là ok luôn. Rồi mấy bạn này, bạn này xây chết hết mình rồi. Tuyệt vời. Ui. Đồ này là hơi bị hợp lý cho con voi đấy nhá. Hơi bị hợp lý cho bạn bạn voi đấy nhá. Hay đổi bài đánh voi nhỉ. Nguyên tố này. Đổi ý nhỉ. Đổi ý không? Suy nghĩ thêm nhá. Tự nhiên đồ cho voi cũng đẹp. Đồ voi khá là đẹp. Giáp thống khổ, giáp PA với cả rất đẹp cho voi ấy, không phải đùa đâu. Lo xiên được rồi. 10 điểm. Lại thua một trận nữa. Đồ cho voi khá đẹp. Suy nghĩ nhà ta. Lần này bạn thể roll rồng được nhé, nhưng mà mình không đam mê lắm. Ủa chưa có cái thằng ma pháp nghi viện kìa.
Mai lấy à? Quên ma pháp nghị viện cuối cùng à? Hai bạn này đi. Anh đây gần hơn. Chín con voi. Vân ta, phân vân nhiệt ta. Thôi, quyết tâm lên 8. Sephira. Hồi máu đi em. Đúng rồi. Thiện, nốt pháp, ok, thua. Ngon, chữ thua ok, chữ thua 3. Lại 2. Nốt cái chữ thua 4 em. Nguyên tố này. Phần vần lắm nha, phần vần lắm nha. Tám con voi à? Lên được voi 2 nhỉ? Lên được voi 2 thì mình chơi nhé. Quên mất. Ôi ôi. Bực thật đấy. Cuối đời ấy, gặp tao con voi này nhỉ? Để con voi đâu? Để con voi đâu hả các bạn? Ôi đừng đừng thắng, đừng thắng. Thôi floor xin nốt đi. Đúng rồi, đúng rồi. Xin nốt mình đi. Để mình thắng lắm nhỉ? Để mình thua đi. Mình thích thua mà. Nhẹ. Yeah. Nhẹ. Yeah. Lui. Von Cat. Ở thôn ra kỳ lạ phết ta. Ôi. Sao kỳ lạ thế nhỉ? Này kỳ lạ rồi. Kỳ lạ rồi. Đó, con này đi này. Để phòng lấy thêm con rồng hay gì. Anh trận thủ không nhỉ? Con cát. Mình bán hai bạn bán thần quá. Hai bạn bán thần chắc nách được rồi. Nếu mà con rồng này, hai bạn bán thần chắc nách luôn. Con cát tự nhiên mọc hai con cho mình luôn. Sao nó cuộc đời nó nở hoa thế nhỉ? Xong bế tóc. Teo này, đầy đa si này. Anh trợ thủ trước nhé, trợ thủ trước này. Hai bạn bán thần này, bỏ hai bạn bán thần thì hơi ít đam nhỉ. Bỏ đi. Này vấn đề, mọc ra con rồng cho tôi. Rồng, không có, teo, không chơi. Lum bua. Thôi rồi, đánh ra đi. Đánh hai bạn này đi. Này, này, đây chưa. Đó, ở thế nhá. Di vào đây nhá. 2, 1. Ok. Chưa kịp ném lại đồ đâu. Phần này chắc là thua rồi. Bởi vì mình chưa kịp ném đồ gì. Để ném floor. Thua cũng được không sao. Roi này rồng này. Jill này. Liliana. Cũng quấn quyến rũ đấy. Nhưng mà thôi nhé. Nắc cụt này lấy này. Đó, thế là đủ. Đủ đủ. 8 này đánh 4 hắc ám, bỏ con thương mình. Thì mở mana đi. Mana cho con nắc cụt nữa. Hay là lấy cho con cát ta. Lấy nắc cụt đi. Voi 2 này. Bán floor nhá. Ném cho Omen nhá. Hoặc là ném cho con cát được. Tùy. Không quan trọng. Rồng. Rồng này. Tắc cụt này. Tắc cụt vào trước đi. Tắc cụt. Chậm quá. Đầy chậm quá. Đầy đầy tướng chậm quá. Kịp làm gì. Rồng thôi. Một phát. Ok. Ok ok. Tạm thời được. Grab này. Ok. Đó là đủ. Tự nhiên mất hai cái trận phí ơi là phí. Thua hai cái trận trừ đống máu của mình. Tại mình không kịp đôn tướng kịp thôi mà nó như thế đấy.
cuộc sống nó bế tắc như thế đấy các bạn ạ. Twin Cút Boy đại khái là vậy. Tướng rồi thì lên thôi. Gen K này vào đây, ném này xuống đây, thổi ở đây. Ok, nắc này, đồ này ném cho voi hết đã. Nắc có thể sống sót được. Ok, cát, con cát trực cần tanh thế này, con voi hai tanh là khá đủ rồi. Cát để sau đi, cố gắng lên lên sót 9 nhanh lấy con cát, không trận này thua phí. Đồ nó ngon, đồ rất ngon luôn. Tập này các team bạn ấy chưa chắc chưa có ai có con cát đâu, em cứ yên tâm mà đánh thôi. Vòi mệnh nhiệm khống chế cả lũ ấy. Con cát thì ok luôn, biến hình rồng khác phát đẹp quá. 10 điểm, 10 điểm anh rồng. Cho con cát rồi nhỉ, dạ chưa yên tâm lắm con nắc cụt nhỉ. Cho con cát vào đi, chấp nhận đánh yếu dưới máu tí. Chấp nhận dưới máu tí. Tại con rồng ấy à, không con gì này, cái máu gì ấy. Cái thổi khá đẹp. À tại vì con voi này nó có miễn nhiễm khống chế, thế thành ra tự nhiên cái podcast của mình nó có thêm một cái như kiểu cái choi luôn. Rất là ok. Gần như có thêm cái choi rồi còn gì. Đấy là miễn nhiễm khống chế đấy. Podcast đối đầu với podcast nhà khác ok. Sau này 9 tướng, 9 tướng xong lên 10 có thể đánh thêm một con thêm một con thêm một gì nhỉ? Thên hoặc là con Liliana. Này mình để chờ con voi hoặc là con gì lên 3 sao nhé. Đánh cho con cát 3 sao cũng được. Thế khó lắm. Rồng nhá. Rồng à không, rồng lên được. Không thành vấn đề. 40 48 à 38 à. 36 à, 36 lên luôn đi. Đây luôn đây còn 25 máu sống cho dài. Cần lên nhỉ? Bạn đoán xem. Nên lên luôn. Lên luôn cho an toàn hay là liều một phát để cho nhiều vàng nhỉ? 36 à, 36 trừ bao nhiêu? 57 trừ 36 bằng 20, 20 cũng được. Đây. Sách truy hồn, em kết cũng được. Cho Illu, Mia. Không đủ đồ cho Illu đâu. Đánh được. Chung là vậy. Thiếu một con rồng, thiếu một con con cát và thêm một con Liliana, thêm một con Liliana nữa là được. Thên cũng được. Thên đồ này có thêm một cái hay kết cho thên nhưng mà sẽ khá là tốn mana, mà con nắc cụt của mình còn chưa có mana này. Con cát của mình thì cầm mana rồi. Dìu sừng trâu thế, dìu mình giết con rồng mình rồi. Con cát mình còn sống là sống hết. Ôi, đau. Lúc vào này check cái thương của các nhà xem cái nhà để thương nguy hiểm gì không nhé. Xong rồi. Đấy, may mà trận này lên 9 tướng không thua đấy. Mana đi, đang thiếu mana quá. Ngọc Đại Pháp Sư hay sách Thánh? Ngọc Đại Pháp Sư hay sách Thánh? Pháp sư sách thánh. Cá nhân mình thích sách thánh hơn nhá. Tại sao? Sách thánh tạm đi đã. Cứu vãn tình thế. Mắc cụt.
trách thương hả? Một bạn thương bên này, một bạn thương bên phải. Ừ, để thương đi đây. Voi ulti. Bạn do này chỉ cần sấy con voi mình thôi là bạn này chết luôn. Rồi, bạn này chắc đi luôn rồi. Nó chưa đi à? Thầy tăng sao lên cho ai? Lên cho Lily à? Lily cũng chả đồ mana. Lily cho vào cho một cái choáng này, thêm cái hiệu ứng phù thủy thôi. Thêm teo được. Chọn thêm. Con thêm nhé. Đi rắc này. Nó lại à. Lên luôn đi. Hết quá. Đi rắc luôn. Nó là thế. Liliana. Lily lên hai chẳng quan trọng, bán hai con này đi. Hoặc là hai này lấy lại vàng. Bán ba này. Thôi đi rồi. Voi đúng không? Con cát mình chết rồi. Thương thế. Thương. Dòng này sẽ khát hết. Dòng này sẽ khát hết. Đánh sát nút phết đấy, không đùa đâu. Đang ngồi lên một con gì ba thôi. Dòng, đang dòng 1. Thổi ba đồ này mà thổi cũng chết luôn thì rất là dở. Another dimension opens now. Just a mirage. Nốt ván rồi mà sau sẽ lên lên tướng lên đồ vậy. Lên đồ dợ. Ngon, choáng con rồng luôn. Hello. Rất dở con Ilu nhá, con Ilu tự tin được 2 phát đấy. Đắc cụt ulti 1 phát đi em. Rồi, ok. Ui, voi. À, thua rồi, đừng. Nhìn chung là vậy. Hơi tiếc. Nhưng mà thôi, dòng 1 với cả các thứ thế thì thế này là ok rồi. Dòng 1, voi 2, thên này. Xem xét cho con thêm này vào được nhé. Lily 2 này. Ê thôi không cần thêm đâu. Tại Lily 2 này. Chưa có tướng. Nốt nốt ván này xong rồi roll full tướng nhá. Để vả mấy bạn này luôn. Không khoan nhượng gì nữa. Giờ này không còn khoan nhượng gì nữa được. Rồng lên rồng. Voi khó lên 3 quá. Lumbua 1 kìa. Ôi tướng. Ôi trời ơi tướng luôn. Thẻ tăng sao chứ ném cho ai. Mà roll hết rồi mà không giao cho ai thì ném cho con khác vậy. Mặc dù cũng có nhiều con cát. À không, không còn nhiều con cát đâu. Khả năng mà ném cho con cát 2 rồi. Xem có gì vậy. Rồng chắc cũng là 1 con. 3 con. Chúng phải lên cấp trận này. Lắp đồ trước. Sách thánh nữa này. Voi này. Thánh nữa ném cho Lily đi. Giáp này đeo Lily và con nắc cụt. Nắc cụt đi. Ném cho Lily đi. Lily ok hơn. Vánh đam. Ok nào, Lily 2 rồi. Xem K 2. Lily 2 rồi. Lắc rồi. Rồng 2 rồi. Ném cho con cát nhá. Đó là thế. Úp sao rồng mình bị choáng à? Rồng mình là gì bị choáng vậy? Đi nén phát nữa.
Ok, cào đi em, đánh phát nữa. Đúng rồi. Cháo lên con cát, đúng rồi. Đúng rồi. Bản sao ạ? Có vả đi, vả đi. Ui, gần thua. Gần thua thôi, chưa thua. Nén thêm một đồ nữa cho Lily được nhé. À, thế thì cái hay kết này nén cho con nắc cụt. Cho Lily. Này. Để Lily sang bên này cũng được, tùy. Để xem đã, tùy. Hot Pharaoh này, xong rồi xem. Cát này. Lấy nốt đi, cho các bạn đợi phải lấy. Voi này. Đấy, ước gì bây giờ có cái con voi. Ước gì bây giờ có con voi. Nào, check nào. Một thương bên trái này. Một thương đi xuống dưới đáy này. Thương dưới đáy mình vừa gặp rồi, sẽ thương này sẽ sang bên trái thôi. Ok. Mình sẽ gặp bạn con cát này. Còn Lily còn sống nữa. Lily này thành đam đây em. Đó, đánh đam liền. Đánh bản sao này ok rồi. Hai bạn này thì vả nhau đi các bạn. Bạn nào vả bạn nào đấy? À, Dương Tấn Tài à? Dương Tấn Tài à? Được, được em ơi. Con cát này không lên được nên là mình bán luôn nhé. Ba vàng. Ôi trời ơi, con cát không lên được. Ôi lùm bùa bây giờ mới ra. Ôi rồi lùm bùa bây giờ mới ra. Bây giờ thì lấy gì nữa nhỉ? Mỗi con voi thôi, nên được voi ba này lên. Voi ba. Diu. Diu. Diu kỹ năng Diu này. Này sẽ để à, này để thương xuống dưới à. Thương xuống đáy này mình ném Azenka ra cái này nhá. Ok. Chỉ là ném luôn bên này. Ôi sao Dịu nhảy xuống đây. Lily mình bị choáng rồi. Ly mình không ném được công ty rồi, thôi còn rồng sống đấy. Rồng sống là được rồi. Còn rồng là còn tất cả. Đó là thế. Đó, các bạn chơi cũng chỉ đơn giản thế thôi. Chả có gì phức tạp cả. Dù đánh, ui dồi ôi, mấy cái quả mà lắp tướng lỗi, ui dồi, trừ một đống máu mà lật kèo. Ui dồi, lật kèo quá ghê. Lật kèo. Có cảm xúc. Như XRP hôm qua vậy, như Sài Gòn Phantom hôm qua vậy. Kết với mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã dày công xem mình. Tật kèo. Thôi, bye bye.